Serum Balance Vitamin C đến từ thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của Anh. Với phương châm tạo ra các sản phẩm chăm sóc da có hiệu quả cao mà giá bình dân. Với thành phần chính là vitamin C được tối ưu với hiệu quả cao và ổn định hơn. Nồng độ vitamin C chiếm 9% trong thành phần rất an toàn và không gây kích ứng cho da. Thành phần có trong serum Balance Vitamin C, Brightening Ninh. Điểm sáng trong serum Balance Vitamin C là Illumicin. Serum có chứa 6% Illumicin là hợp chất bao gồm glycerin, chiết xuất lá ô liu, ascorbyl glucoside và zinc BCAA. Trong đó, chiết xuất lá ô liu giúp chống viêm và chống oxy hóa, dưỡng ẩm hiệu quả trên da, kích thích tổng hợp collagen. Ascorbyl glucoside là thành phần có tính ổn định cao nhất trong các chất dẫn xuất từ vitamin C. Thành phần này lưu lại trên da và mang hiệu quả cao hơn so với các dạng dưỡng xuất khác từ vitamin C. Zinc BCAA giúp bình thường hóa quá trình bài tiết, bã nhờn và hạn chế sự gia tăng của vi khuẩn gây mụn trứng cá, giữ ẩm tự nhiên cho da và làm khỏe nền da. Ngoài ra, serum Balance Vitamin C còn chứa sodium ascorbyl phosphate giúp bảo vệ làn da và góp phần vào việc làm chậm quá trình lão hóa, tăng cường sản sinh collagen, ức chế sản sinh melanin, làm mờ các vết thâm và làm đều màu da, dẫn xuất tốt alpha acetate từ vitamin E, chống oxy hóa và giúp tái tạo các tế bào da bị cháy nắng và các tác hại tổn thương khác từ tia cực tím. Đối tượng sử dụng: người có làn da có nhiều vết thâm mụn, da xỉn màu, không đều màu, thiếu sức sống. Dành cho làn da bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu lão hóa như tàn nhang, đồi mồi. Cách dùng: sau khi rửa mặt sạch sử dụng nước hoa hồng để cân bằng da. Lấy 3 đến 4 giọt serum Balance Vitamin ra tay và xoa đều vào lòng bàn tay rồi vỗ nhẹ và massage từ 1 đến 2 phút cho tinh chất thẩm thấu vào da. Dùng serum hàng ngày cả sáng và tối để mang lại hiệu quả nhanh hơn. Lưu ý: hạn chế dùng sản phẩm cho da đang bị mụn. Nếu dùng serum Balance Vitamin C Brightening sáng da trị thâm vào ban ngày cần phải chống nắng cẩn thận.